Vâng, xin chào quý thầy cô và các bạn. Trong video này, mình sẽ chia sẻ với quý thầy cô một cái phần mềm rất hữu ích trong việc loại bỏ tạp âm và tiếng ồn. Như quý thầy cô và các bạn đã biết, trong quá trình chúng ta ghi âm, chúng ta dạy học online hoặc là chúng ta họp trực tuyến thì nó sẽ có rất nhiều những tiếng ồn từ những nguyên nhân khách quan xảy ra, khiến cho chất lượng âm thanh không được tốt và người nghe cảm giác khó chịu. Một cái giải pháp mà chúng ta loại bỏ tạp âm và tiếng ồn thì đó là chúng ta sử dụng một cái phần mềm mà sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong việc loại bỏ tạp âm tiếng ồn, đó chính là Clip. Chúng ta sẽ cùng test thử cái phần mềm Clip này. Hiện tại tôi đang sử dụng Clip. Các bạn nghe từ âm thanh từ đầu cho đến bây giờ là tôi đang sử dụng Clip để loại bỏ tạp âm trong việc tôi đang ghi âm. Và bây giờ tôi sẽ để ở chế độ là không sử dụng clip. Thầy cô sẽ thấy cái sự khác biệt là âm thanh của tôi có tiếng ồn bao xung quanh. Và bây giờ tôi sẽ bật lại clip lên và thầy cô sẽ thấy cái sự khác biệt giữa có trước khi lọc và sau khi nó đã lọc. Đặc điểm của clip là gì? Nếu như chúng ta là những người mới đăng ký trực tiếp từ trang của clip thì nó sẽ chỉ giới hạn cho chúng ta là sử dụng là một tuần được 120 phút sử dụng clip thôi. Vậy thì hiện nay do dịch Covid-19 đang xảy ra rất là phức tạp nên clip đã rất là hỗ trợ tích cực trong việc là cho những cái đối tượng như là sinh viên, giáo viên, bác sĩ hoặc là những tổ chức chính phủ dùng miễn phí clip trong vòng 6 tháng với điều kiện là phải gửi tới tới cái bộ phận hỗ trợ của clip một cái email xác nhận. Vậy thì các bước tiến hành là đăng ký và cài đặt như thế nào? Thầy cô sẽ làm theo các bước hướng dẫn sau đây. Bước 1, chúng ta nhấp vào link sau. Cái link này Yến đã đăng ký và clip đã cấp cho Yến một cái link chia sẻ. Và thầy cô sẽ Yến sẽ để cái link này ở dưới cái phần mô tả. Quý thầy cô sẽ chỉ cần copy ở cái link này và dán vào trên việc web là chúng ta đã thực hiện xong bước 1. Thầy cô sẽ gõ cái địa chỉ email của mình và thầy cô sẽ gõ cái địa chỉ email là a.ms.uvat.edu.vn. Vì để đăng ký miễn phí trong vòng 6 tháng thì thầy cô thường là sẽ phải đăng ký dưới tên tài khoản là một cái tài khoản email thuộc một cái tổ chức nào đó chứ không phải sử dụng email cá nhân. Vì nếu như sử dụng email cá nhân thì sẽ chỉ giới hạn sử dụng trong vòng một tuần thì chỉ được có 120 phút thôi. Và sau khi chúng ta nhập vào đây xong, chúng ta sẽ nhấn vào Continue. Đây, đó. Sau khi chúng ta nhập vào thì clip sẽ hiển thị ra cho chúng ta một cái gửi cho qua email một cái đoạn mã và yêu cầu chúng ta check email. Để check email thì các thầy cô sẽ làm như sau. Thầy cô sẽ mở ra một tab ở trên trình duyệt web, gõ vào cái địa chỉ outlook.office.com, enter. Chúng ta sẽ nhập mật khẩu, ở lúc này chúng ta sẽ nhập mật khẩu và tên đăng nhập và mật khẩu. Sau đó sẽ được vào cái nguồn thư Outlook này. Thì Chris vừa mới gửi cho Yến một cái email xác nhận gồm có 6 mã số. Thì 6 mã số này Yến sẽ thực hiện sao chép. Sau đó vào lại cái trang Chris này chúng ta dán vào đây. Thì sau đó tự động Chris sẽ chuyển đến cho một cho chúng ta một cái trang. Đấy ạ. Và em có thể là tải cái phần mềm clip này.
Bước số 5 là chúng ta sẽ mở clip lên và chuột phải các bước kênh cho tanh tab file và chúng ta gọi sign in. Ở đây chúng ta bắt đầu mở clip. Tôi đã mở clip rồi, các thầy cô sẽ thấy là bên này do tôi đăng nhập rồi, tôi sign in rồi nên là nó hiển thị là Trần Thị Yến Hà MS ạ. Nên nếu như bạn thầy cô chưa sign in thì ở đây nó sẽ có một cái biểu tượng mà cho tôi cái nút là sign in, thầy cô sẽ nhấn vào đó. Thầy cô đăng nhập nhập mật, nhập email, tài khoản, nhập tài khoản. Và nếu như trong cái bước này mà vị tại yêu cầu chúng ta một cái gửi lại một cái mã nữa thì thầy cô lại vào email và thầy cô nhập lại cái mã này. Thì sau khi chúng ta nhập mã xong thì đăng nhập thành công xong đó, thì nó sẽ hiển thị tiếp cho chúng ta dưới một cái dạng giống như thế này. Thế là chúng ta cái bản clip này tôi có thể sử dụng miễn phí đúng không ạ, trong vòng 20 trong vòng một tháng, trong vòng một tháng. Và nếu như chúng ta clip nó cũng sẽ giới thiệu cho chúng ta một cái mã, chúng ta giới thiệu cái mã đó cho những cái người khác nữa thì chúng ta sẽ được tăng cái tháng sử dụng lên. Đó là một cách thầy cô sẽ sử dụng cái bản miễn phí của clip. Và đến bước tiếp theo là chúng ta muốn đến clip để mong muốn được sử dụng trong vòng 6 tháng. Chúng ta gửi đến cái địa chỉ là support@clip.ai với cái tiêu đề thư là COVID-19. Thì nội dung thư Yến cũng đã soạn sẵn ở đây rồi và Yến sẽ để dưới cái phần mô tả. Thầy cô có thể là sử dụng cái mẫu này để chúng ta có thể gửi đến clip. Và cái nội dung thư hoặc là cái xét duyệt này của chúng ta sẽ phải tầm khoảng 3 ngày thì clip sẽ phản hồi lại cho chúng ta. Và cũng hoặc cũng có thể hơn nữa so với số khoảng 3 ngày này, bởi vì hiện tại là cái tần suất mà số lượng người cần được phê duyệt cũng như là số người truy cập vào clip và tải clip đã tăng lên 600% so với bình thường. Vậy thì sau khi chúng ta sử dụng tải clip xong rồi đăng nhập xong như vậy thì chúng ta sẽ sử dụng clip như thế nào? Thì bước 1 là thầy cô sẽ kiểm tra cái âm thanh của hệ thống ở máy của chúng ta. Cô sẽ thấy ở dưới thanh taskbar có cái biểu tượng hình chiếc loa như thế này. Thầy cô sẽ nhấn chuột phải và thầy cô chọn là Open Volume Mix. Thầy cô nhấn vào mục System Sound. Trong mục này thầy cô nhấn vào Recording. Thì khi mà sử dụng clip được cài đặt, thầy cô đang ghi âm thì các thầy cô sẽ thấy là cái biểu tượng ở clip này nó sẽ được nhấp nháy, có nghĩa là có thể sử dụng được clip trong quá trình chúng ta ghi âm hoặc là chúng ta nói. Tại bước số 2, ta bật các chức năng trên giao diện clip như sau. Chúng ta chuột phải. Vậy thì khi chúng ta bắt đầu dạy trên Microsoft Teams, chúng ta có thể là thấy các cái mở giao diện lên. Nếu như các thầy cô thấy các cái giao diện ở đây nó không được bật thì chúng ta sẽ tích vào những cái bật nút lên, thầy cô nhé. Như vậy là đã xong rồi. Thầy cô có thể bật Microsoft Teams lên và nói chuyện với sinh viên thì cái tiếng ồn đó đã được rồi. Như vậy là Yến vừa hướng dẫn cho quý thầy cô cũng như là các bạn về cái phần mềm clip trong việc loại bỏ tạp âm, và hy vọng nó sẽ mang đến cho quý thầy cô và các bạn những chất lượng âm thanh tốt